Chúng ta hãy tỉnh thức, lắng động tâm hồn, cảm tạ cha trời thượng đế toàn năng mọi nơi mọi lúc. Kính sợ ông trời đi, ông bà tổ tiên chúng ta dạy. Các con ơi, lưới trời không một ai chạy khỏi. Các con hãy kính sợ ông trời, cha trời thượng đế toàn năng vĩ đại lắm con. Các con ơi, các con hãy thương người như thể thương thân. Giống y trang Chúa Giêsu dạy nhân loại. Ông bà tổ tiên chúng ta là những đứng gần gũi nhất với cha trời thượng đế toàn năng. Bất cứ những kẻ tu hành nào mà không nhắc nhở đến danh thiên thượng, tức là cha trời thượng đế toàn năng, thì đó là đệ tử của quỷ rau xanh và là đệ tử của quỷ Satan. Thành ra đồng bào hãy tránh xa những kẻ đó. Đây là thời mạt kiếp, quỷ Satan hiện ra nhiều lắm, với dạng mà tu hành giả dối chúng nó nhiều lắm. Nhớ điều đó. Phật dạy thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Trước tiên các ngươi hãy kính thờ cha trời thượng đế toàn năng, là thiên thượng thiên liên thượng đế, đứng tạo hóa tác tạo ra cả càn khôn. Đó là Phật Thích Ca vâng lời thượng đế nhắc nhở nhân loại như thế. Thiên hạ, chỉ một tay chỉ xuống đất. Thiên hạ, thiên hạ là gì? Là chúng sinh, là chúng ta và thế giới, nhân loại và thế giới súc sinh. Thiên thượng thiên hạ, duy là duy nhất, ngã là đường, độc là độc nhất, tôn là tôn trọng quý mến cho nhau. Ý nghĩa là tất cả ngôi thiên thượng, thượng đế, đứng đạo hóa và nhân loại, thế giới nhân loại và thế giới súc sinh, tất cả đều phải tôn trọng. Chỉ có đường duy nhất thôi, là phải tôn trọng quý mến cho nhau thì mới tồn tại cùng càn khôn. Đồng bào có hiểu cái câu đó không? Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, ý nghĩa là thế đấy. Thế mà sau này bọn quỷ sa tăng, quỷ rau xanh, chúng nó mặc áo nhà sư vô, rồi chúng nó chiếm danh thiên thượng, không bao giờ chúng nó nhắc đến thiên thượng. Thế thì sao? Là bởi vì chúng nó là đệ tử của quỷ rau xanh và là đệ tử của quỷ rau sa tăng. Rõ ràng chưa? Cũng như những kẻ nào tu hành mà lạm dụng danh cha thì hãy coi chừng. Cha là chỉ cha của trẻ em mồ côi thôi, chứ không phải là cha của ba tánh. Thiên Chúa Giêsu nhắc nhở các ngươi đừng kêu ai là cha các ngươi, vì các ngươi chỉ có một cha duy nhất là đứng ở trên trời, là Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, là thiên thượng, là đứng tác tạo cả càn khôn, đứng cai quản cả càn khôn và đứng ban cho các ngươi sự sống. Đó là cha đời đời kiếp kiếp. Các ngươi đừng gọi ai là thầy giải đạo, vì các ngươi chỉ có một thầy giải đạo, đó là ta, tức là Thiên Chúa Giêsu, vâng lệnh Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng giải đạo cho nhân loại rõ ràng nhất. Thành ra thời mạt kiếp này đừng có vu vơ mù mờ gì cả, cẩn thận. Thưa đồng bào thương mến, chúng ta tập hợp lại. Mỗi một hội đoàn, đoàn thể, mỗi một tôn giáo làm lành đánh dữ, hãy cử người đại diện liên lạc với tôi, rồi chúng ta cùng nhau lên tiếng trên internet hoặc là lên đài truyền hình để thưa chuyện cùng đồng bào chúng ta, để mời gọi đồng bào chúng ta cùng nhau hội tụ lại để làm việc thì nhanh lắm. Trái đất quay một vòng mặt trời, Đảng Cộng sản Việt Nam bắt buộc phải trao trả quyền tự do, công bình và ái của người dân do chính tôi cùng toàn thể đồng bào cùng nhau đảm đang việc nước theo lệnh của cha trời thượng đế toàn năng, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta hướng dẫn và chỉ huy. Đồng bào sẵn sàng chưa? Mỗi một hội đoàn đoàn thể cứ một người đại diện thôi, đừng có không cần rôm rá. Mỗi một đảng phái, mỗi một ban đại diện người Việt, người Việt chúng ta ở khắp năm châu, cứ một người thôi, phải có người đại diện chứ. Mỗi một tôn giáo, hội đồng liên tôn, mỗi một tôn giáo cứ một người đại diện liên lạc với tôi,
chúng ta lên đài truyền hình, đài phát thanh, lên internet, chúng ta thư chuyện cùng đồng bào, mời gọi tất cả đồng bào gia nhập hội đồng của nguyên dân Việt và nước Việt để chúng ta làm việc. Dễ dàng như trở bàn tay nếu mà chúng ta hiểu được là chúng ta cần phải làm gì từ thời gian đến thời gian. Tuy nhiên đến giờ phút này chúng ta đang ù lì bê trễ giống như những đứa bé ngày xưa đó. Thánh giống người bằng sinh ra 3 tuổi còn chưa biết đi, không phải, tức là chưa biết lật đó, tức là lười dễ sợ. Nhưng mà không sao, lười cho đã đi, đến một cái lúc mà chúng ta cảm thấy chúng ta sẽ chết sầu muộn, nhục nhã rồi hối tiếc vì đã muộn rồi. Bằng chứng là trên 37 năm nay, sắp sửa 38 năm phải không? 75 bây giờ mấy rồi? 37 năm mấy rồi? Chúng ta lần lượt sắp hàng đi ra nghĩa địa và chúng ta chết sầu muộn vì bổn phận và trách nhiệm của chúng ta đối với dân Việt và nước Việt chúng ta chưa hoàn thành. Chúng ta hãy làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được, thì lúc đó chúng ta sẽ không hối hận nữa. Và tôi cảnh báo cho đồng bào biết, nếu chúng ta tiếp tục trễ nải thì chúng ta sẽ chết sầu muộn và chúng ta sẽ chờ đợi lâu lắm. Sau khi chúng ta chết thì mới được cứu xác, mới được có thể tái sinh. Thời gian chờ đợi lâu lắm bởi vì chúng ta đã và đang vô trách nhiệm đối với dân tộc và đất nước Việt chúng ta nói riêng, và nói chung là đối với cha trời Thượng Đế Toàn Năng mời gọi chúng ta cùng nhau đồng hành làm việc, thông báo những tin mừng vô cùng vĩ đại đến cho nhân loại, ủng hộ nhân loại được nhiều người được cứu rỗi, và đồng thời đối với việc của nguyên dân Việt và nước Việt chúng ta. Và sự việc đó chúng ta dứt khoát sẽ không để xảy ra. Chúng ta sẽ không chết một cách sầu muộn. Chúng ta sẽ làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được để đáp lại lời mời gọi của cha trời Thượng Đế Toàn Năng. Ngài mời gọi chúng ta cùng nhau kêu gọi nhân loại mau mau sám hối. Tất cả những hình ảnh phép lạ này cần được các cơ quan truyền thông, truyền hình, truyền thanh, báo chí thế giới phải thông báo cho tất cả nhân loại được biết. Và chúng ta đồng thời phải làm việc, phân chia công việc để cứu nguy dân Việt và nước Việt chúng ta gấp, chớ chậm trễ. Vì nếu chúng ta chậm trễ, tôi bảo đảm cùng đồng bào, không lâu nữa đồng bào sẽ không nghe tiếng nói tôi ở trên đài truyền hình hoặc là đài truyền thông hay là các cơ quan truyền thông, truyền thanh, báo chí, Việt ngữ. Có chăng có thể đồng bào sẽ, chắc chắn đồng bào sẽ thấy tôi làm việc trên internet. Vì cha trời bảo tôi nhắc nhở đồng bào thêm một khoảng thời gian ngắn nữa. Và nếu đồng bào không đáp lại lời mời gọi, đó là chuyện của đồng bào. Lúc đó tôi có bổn phận, vì cha trời ra lệnh và ông bà tổ tiên chúng ta ra lệnh, tôi có bổn phận kêu gọi những giống dân khác nhập cuộc. Dẫu rằng ông bà tổ tiên chúng ta rất là đau buồn và tiếp tục cầu bầu cùng cha trời Thượng Đế Toàn Năng xin thêm khoảng thời gian để cho đồng bào thức tỉnh. Đó là lý do tại sao ngày nay tôi vẫn còn ngồi đây thưa chuyện cùng đồng bào, chứ đúng ra là đã dứt khoát rồi, vì đồng bào đã quá thờ ơ trước sự kêu gọi vô cùng thành khẩn của cha trời Thượng Đế Toàn Năng và của ông bà tổ tiên chúng ta. Kính thưa đồng bào thượng mến, sau đây đồng bào hãy ghi chép xuống địa chỉ nơi tôi làm việc, rồi gửi tiền thính CD nhạc Healing mà đồng bào đã và đang nghe. Nhạc tĩnh tâm, nhạc thiền định, hòa mình cùng càn khôn. Đây là nhạc của cha trời Thượng Đế Toàn Năng, nhạc thánh nhạc của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại. Ngài bảo tôi soạn thảo và trình tấu, và giờ đây đồng bào cần có mà nghe, và đồng thời cần thỉnh những hình ảnh phép lạ cha trời hiện ra, và những phép vô cùng nhiều phép lạ lắm. Đồng bào cần hình ảnh gì cho tôi biết, tôi sẽ gửi đến đồng bào.
Tuy nhiên hãy gửi tiền đến để tôi có phương tiện làm việc. Đồng bào không làm thì cũng phải giúp tôi để làm giúp cho đồng bào. Nhớ điều đó. Còn nếu bằng không, đó là chuyện của đồng bào, không phải chuyện của tôi nữa. Đừng trách móc tại sao Thánh Gióng không nhắc nhở. Sau này, khi mà trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng bà Tổ Tiên Thánh Thần chúng ta, đừng trách móc hỡi những kẻ tiếp tục chậm trễ. Nhớ điều đó. Vì thế, tôi ước ao, khẩn cầu cùng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho đồng bào thần trí khôn ngoan, nhận xét sáng suốt để nhập cuộc gấp, đừng chậm trễ nữa. Nhớ điều đó. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Và hãy ghi xuống địa chỉ gấp và làm bổn phận của mình, đừng chờ đợi nữa. Thành thật cảm ơn.